Sau giai đoạn dịch Covid thì tình hình của thị trường vận tải đường bộ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và thách thức theo cái xu hướng chung của tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng giảm cũng như là các hoạt động sản xuất thu hẹp. Riêng đối với ITL, do có cái sự dự báo trước và chuẩn bị trước cũng như là ITL vẫn duy trì được các khách hàng truyền thống lâu năm nên chúng tôi vẫn duy trì hoạt động như năm trước đó. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với các khách hàng và đối tác nhằm tháo gỡ các vấn đề liên quan đến việc vận hành để tiết giảm chi phí hiệu quả. Mặt khác, trong vận hành nội bộ, chúng tôi luôn cải tiến và áp dụng công nghệ thông tin như nâng cấp và tăng thêm các chức năng hỗ trợ từ phần mềm eTeam App, Mobile App, áp dụng eBOD, từ đó cắt giảm việc kiểm soát chi phí thủ công thông thường cũng như có cách giám sát chi phí hiệu quả hơn và mang thêm giá trị cho khách hàng. Đối với các dự án mới thì chúng tôi cùng thảo luận và đưa ra giải pháp vận hành tối ưu hóa chi phí cho cả ITL và khách hàng, và cũng được khách hàng hợp tác tích cực.